Vâng, xin chào các bạn. Mấy ngày hôm nay trời rất là oi nắng, rất là nhiều muỗi. Mình có đặt tại Banggood một cái máy bắt muỗi, nhưng mà khi mình nhận hàng mình không ngờ là nó lại nhỏ như thế này, thì không biết là nó có làm nên việc hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ bóc ra và cho các bạn xem cái bên trong cấu tạo của nó như thế nào, nguyên lý hoạt động ra sao, rồi sẽ test cho các bạn xem là hiệu quả có làm việc có tốt không nhé. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể xuống phần mô tả video hoặc là phần nhận xét video sẽ thấy cái link mua hàng dưới đó. Các bạn nhấp vào đó mua hàng. Hiện tại bây giờ mình mua cái này với giá là khoảng hơn 400.000. Mình không ngờ là 400.000 sao mà nó nhỏ như này. Mình không biết là nó có nào làm nên việc được không. Ok, đây là cái mẫu sản phẩm. Nhìn trên hình ảnh nó rất là to. Đấy, các bạn nhìn thấy nó hình ảnh rất là to luôn. Nhưng mà không biết là ra ngoài đây sao nó nhỏ thế. Rồi, bây giờ chúng ta mở ra nhé. Có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Wow. Rồi, có một chiếc máy chính, một rắc nguồn. Thì cái sản phẩm này nó đi kèm theo có cái rắc nguồn này thôi. Còn cái nguồn chúng ta phải sử dụng bằng cái nguồn sạc điện thoại 5V. Còn cái cách thức hoạt động như thế nào thì bây giờ chúng ta thử tháo ra xem nhé. Nói chung là so với cảm quan của mình nhìn thì nó rất là nhỏ. Nó nhỏ so với suy nghĩ của mình. Còn với hiệu quả như thế nào thì mình cũng không biết. Nhưng mà đối với cái giá mà 400.000 một cái này thì mình cảm thấy nó khá là đắt. Đắt so với mình đang nhìn thấy. Chất lượng nhựa và các thứ ở trong đây thì nhìn thấy chất lượng nhựa cũng rất là ok. Phía sau này có ghi là chúng ta sử dụng cái nguồn 5V 300mAh. Hay là bên trong này có pin ta? Bây giờ mình sẽ bật lên thử xem nhé. Nó không có nút bấm, không có gì cả. Cũng không phải cảm ứng luôn. Đây, cái phần cuối này mình tháo ra này, để chúng ta đổ cái muỗi đi. Và như vậy là nguyên lý hoạt động cái này nó giống tương tự như ngày xưa mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn làm cái đèn bắt muỗi. Thì như các bạn thấy ở đây, ở trên sản phẩm này nó sẽ có một cái bóng đèn ở dưới đây. Bóng đèn này là bóng đèn màu tím hoặc là màu xanh dương. Thì cái màu này nó sẽ là cái màu mà con muỗi nó thích nhất. Nó sẽ thu hút con muỗi nhất trong các loại màu khác nhau. Thì con muỗi nó đã bị thu hút đến cái khu vực bóng đèn này. Thì sau khi nó đến cái khu vực bóng đèn này rồi, nó cảm ứng các bạn ơi. Quá phê luôn nha. Nhấn này. Như vậy là bên trong này nó không có pin lưu trữ mà chúng ta phải cần kết nối nguồn. Đây cho các bạn thấy. Cái màu của nó hiện tại là cái màu tím. Cái màu này thu hút con muỗi rất là thích cái màu này. Thì sau khi có cái màu này, con muỗi nó sẽ chui vào đây để vào cái màu này. Thì sau khi nó vào đến cái vị trí đó, gặp phải cái quạt thông hơi nó nằm dưới đây này. Cái quạt này nó sẽ hút con muỗi đẩy nó xuống dưới. Đẩy nó xuống dưới thì khi xuống cái khoang dưới đây, nó bị mắc kẹt tại đây luôn, nó không ra được. Có nghĩa là nó có muốn bay ra đường này nó cũng không ra được, mà bay ra đường này cũng không ra được. Ở đây là một cái khe thông hơi ra ngoài. Lúc nãy mình vừa mới cắm thì có khi là có một con ruồi nó bay vào đây rồi này. Nhưng mà bây giờ đây các bạn thấy nó mọ. Nó đang chuẩn bị đi lên này. Đây. Sau khi chúng ta đã có muỗi nó chết nó nằm trong đây rồi, chúng ta đổ đi. Nhưng mà theo mình nghĩ làm như thế này cũng rất là bất cập. Ở cái điểm là ví dụ như con muỗi nó vào đây, những cái con nó chưa chết thì chúng ta mở ra nó để bay mất. Đấy. Trong cái sản phẩm này thì mình sẽ nhận xét một cách khách quan nhất, chứ mình không phải là quảng cáo hay là cái gì cả. Đó nên là video quay lên để cho các bạn biết được nguyên lý hoạt động và cách thức hoạt động của cái đèn bắt muỗi là như vậy. Tương tự như ngày trước mình làm luôn. Mình thấy nó khá là hiện đại khi nó sử dụng bằng công tắc cảm ứng. Đó, con muỗi con ruồi nó bay ra rồi đấy. Sản phẩm khá là đơn sơ. Thì đơn sơ thì không quan trọng. Hôm nay mình sẽ làm một video. Hôm nay mình sẽ test thử luôn.
Tối nay mình để, rồi có gì đến ngày mai mình sẽ quay tiếp đoạn sau cho các bạn xem kết quả nó sẽ đến đâu nhá. Nói chung là nó thiết kế thì nhìn cũng rất là ok. Nhựa, chất liệu nhựa là chất liệu tốt. Kèm theo đó thì có cái phần cảm ứng khá là hay. Có cái điều là nó hơi nhỏ so với tưởng tượng và rất là thô sơ, nhưng mà cái giá cả đưa lại thì nó những là 400, hơn 400 cơ. Hiện tại bây giờ đang 18 phẩy mấy đô ạ, 18,58 đô thì phải. Rồi ok, như vậy là video giới thiệu cái sản phẩm đèn bắt muỗi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn nào muốn mình review những sản phẩm gì thì các bạn vui lòng để lại comment bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.